Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ạ. Hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 18 cây sứ thái ghép ha. Giá cây em bán là từ 80.000 cho tới 300.000 một cây. Đơn hàng em đi là 200.000 trở lên em mới gửi nha cả nhà. Mình có cây số 1. Cây số 1 này là mình ghép giống sĩ thư 1 nha. Một giống hoa cực kỳ rộ luôn. Ra hoa chùm, hoa rất rộ. Mình thấy cái dàn nụ nó đang ra nè. Hoa màu trắng, cánh viền hồng. Cây vô chậu C11 nha. Có hành cũ của cái cây này là tầm nó non non 4 gang tay em vòng lại. Củ này cơ bắp. Ghép 7 bo, 250.000. Số 2. Số 2 là một cái cây này cũ quái nè. Ghép giống én. Cây én này ghép 7 bo. Giá nó 150.000. Số 3. Số 3 là Zanda 5 cánh. Cái củ Zanda này, củ này hình hơi quái nè nha cả nhà. Cây ghép 7 bo 130.000 vô chậu C10. Củ này to muốn chặt chậu C10 luôn á. Hoành củ chậu C10 của bên em là hoành của nó từ 54 cho tới 64 tùy theo cây nha. Tiếp số 4 là Long Thành, màu đỏ 3 lớp. Cây mình được ghép 6 bo 80.000. Củ này hình như bình cắm hoa nha. Cái đế củ nó tròn nè, lên trên nó thon lại. Rồi tiếp số 5. Số 5 là cây này ghép giống hương xuân, là hoa màu vàng mà nó ra đột biến như thế này nè cả nhà. Ra đột biến nha. Nó ra thành hoa màu xanh. Chùm nụ của nó nè. Rồi cây này ghép 7 bo chậu C10 200.000. Hồi ghép là ghép giống hương xuân nhưng mà nó ra giờ là đột biến nha. Đột biến ra hoa xanh. Rồi tiếp số 6. Số 6 là cây ghép 2 màu. Mình thấy cái nụ đỏ này là của rồng đen 3 lớp màu đỏ đậm cánh viền. Và bên đây là của rạng đông màu vàng. Cây mình ghép 9 bo 150.000. Số 7. Hồng chi màu trắng cánh viền hồng. Cây 11 bo 150.000. Số 8. Số 8 là ghép giống kim phát. Cây thắt điếm nha cả nhà. Thắt điếm. Ê, mình xem cái củ của nó nè. Em quay cho mình xem cái củ chứ đi lên coi phần thân nữa nha. Đây. Cái điếm này thắt là rất là đẹp luôn nè. Cái người thắt này rất khéo nha. Khéo tay thắt rất đẹp. Chiều cao của nó là từ cái mặt cho nó đi lên á. Là em đo thử là hơn 4 gang tay em nha. Đây, ghép giống kim phát nha cả nhà. Rồi cây này giá của nó là 300.000. Tiếp số 9. Số 9 là trà mi 11 trắng viền hồng. Cây 8 bo 130. Cái tàn của trà mi. Số 10. Số 10 là Phương Lam X5, cây 9 bo. Có hoành cũ này là nó cỡ 63 trở lên cả nhà. Giá 130.000. Đây cái tàn của nó nè. Số 11. 11 là ghép 2 giống Thần Tài và Lưỡng Nghi. Cây ghép 6 bo 130.000. Số 12. Vân Huế 7 với lại Ferrari 2 giống nha cả nhà. Vân Huế 7 là hai lớp màu hồng, hoa rất là rộ luôn. Cái củ này vô muốn chặt chậu C10 luôn ạ. Củ này có hình hơi quái quái nè. Cây ghép 8 bo 130.000. Số 13, Vĩnh Lộc 44. Củ này cái hoành nó là cỡ 62 trở lên á, ghép 6 bo 130. Số 14, Tiếng Nhi 9 màu tím sọc, ghép 9 bo 130.000. Số 15. 15 là ghép giống Thần Tài san hô. Đây. Cây mình ra bẹ san hô rồi nha cả nhà. Cây này ghép 5 bo giá 200.000. Hoành cũ của nó là cỡ 4 gang tay em vòng lại nha. Đây cái mặt bên đây.
Thần tài san hô nha, hoa năm cánh màu đỏ. Thàng nữa nè. Rồi, em tiếp số 16. 16 một cây củ quái ghép giống hỏa sơn. Hỏa sơn là màu đỏ. Cây này ghép 6 bo, 130 ngàn. Đây, xem mặt củ này ha. Tiếp 17. 17 là ghép ruby 5 cánh màu đỏ. Cây ghép 9 bo, 130 ngàn. Số 18. Red tea màu vàng, giống này là có hương thơm, cây 6 bo 130 ngàn. Dạ, hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 18 cây ha. Cả nhà mình xem trong cái video này, nếu yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi điện thoại theo số điện thoại em để trên màn hình đó ha. Hoặc là mình chốt đơn qua tin nhắn thì mình để rõ giùm em mã số cây. Để mã số cây nè. Và để lại số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ với mình mà lấy thông tin để mà gửi hàng nha. Hiện nay em gửi hàng đường Tô Châu và đường Bưu Điện. Cây đi Tô Châu thì em gửi từ Bình Dương đổ về miền Tây nha cả nhà. Đi Tô Châu thì cây sẽ để nguyên chậu gửi cho mình. Đến nơi thì hàng đến nơi á, trạm nó sẽ nhắn tin mình ra trạm đó mình nhận cây. Còn cây đi Bưu Điện thì sẽ nhổ ra vũ sạch đất, đóng thùng. Cây đi Bưu Điện thì em giao toàn quốc luôn ạ. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh em thì mình hãy bấm đăng ký và bấm vô chuông thông báo á, để mỗi khi mà em đăng cái video mới lên thì nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi á. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ.